Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa Giêsu Ngài đang hiện diện giữa vòng chúng ta, và chúng ta là thánh của Chúa, chúng ta là thân thể của Ngài và Ngài là đầu của chúng ta. Chúng ta có uy quyền ở trên tất cả mọi thế lực tối tăm gian ác của ma quỷ, và chúng ta là những người đắc thắng ở trong Chúa Giêsu Christ. Nan đề không thể nào có thể đè bẹp chúng ta được, bởi vì chúng ta đều là những con trai, con gái của Đức Chúa Trời của chúng ta. Và chúng ta có được một đấng có thể giải quyết được mọi nan đề trong đời sống của chúng ta. Buổi sáng nay thì chúng ta sẽ nói về một chủ đề, đó là đuổi quỷ hay quỷ đuổi. Xin kính mời quý vị cùng nhau mở ra với tôi ở trong sách Công Vụ của Sứ Đồ đoạn 19. Công Vụ của Sứ Đồ đoạn 19 từ câu 13 cho đến câu thứ 20. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Giu-đa đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Giê-xu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng: ta nhân Đức Chúa Giê-xu này là đấng mà Phao-lô giảng để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. Song quỷ dữ đáp lại rằng: ta biết Đức Chúa Giê-xu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà. Phàm người Giu-đa và người Gờ-rét nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Giê-xu được tôn trọng. Phần nhiều kẻ đã tin đến xưng tội và tỏ việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ, người ta tính giá sách đó cộng là 50.000 đồng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng. Thưa quý bà chị em, ở đây là một phụ đoạn thánh nói về một cái sự việc đã xảy ra trong cái lúc mà Phao-lô ông đi truyền giáo ở tại khu vực thành Ê-phê-sô. Và khi mà Phao-lô đi truyền giáo như vậy, ông rao giảng tin lành của Chúa, giảng đến đâu thì có phép lạ, có quyền năng, có những dấu kỳ chữa lành và đuổi quỷ đến đó. Và khi mà ông nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth để truyền khiến cho ma quỷ, thì trong đó đều xuất ra khỏi những người mà nó ám, và nhiều người được nhìn thấy những phép lạ đó. Thưa quý mài chị em, và trong đó có những người là con trai của bảy con trai của Sê-va, và những người này đã mạo danh của Chúa Giê-xu Christ để mà đuổi quỷ trên những người bị quỷ dữ ám. Họ mạo danh như thế nào ạ? Họ nói là: ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu này là đấng mà Phao-lô giảng để truyền khiến chúng bay. Họ cũng nhân danh Đức Chúa Giê-xu, đúng không ạ? Họ nhân danh Đức Chúa Giê-xu, nhưng mà họ nói sao ạ? Là đấng mà Phao-lô giảng, chứ không phải là đấng mà tôi tin, hoặc là đấng mà tôi đã nói truyền. Họ nói là: ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu này là đấng mà Phao-lô giảng để truyền khiến cho chúng bay. Và trước hết, để chúng ta hiểu được cái việc làm của những người này là sai trái như thế nào, thì chúng ta biết rằng là bảy con trai của Sê-va này, họ là ai? Ở trong câu số 14 thì cái thánh cho chúng ta thấy rằng là bảy con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. Như vậy thì Sê-va là thầy tế lễ của người Giu-đa, tức là ông là một thầy tế lễ chuyên thờ phượng Đức Chúa Trời ở trong đền tạm và trong đền thờ. Nhưng bảy con trai của ông á, mỗi tuần đều đi nhà hội, nhưng mà lại dùng tà thuật để mà làm những cái việc bậy bạ. Cha thì làm thầy, nhưng mà con thì đốt sách. Cha thì dân của tế lễ cho Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời rất là tốt, nhưng mà những đứa con này nó lại làm tà thuật, nó đi nó đuổi quỷ trừ quỷ, đến nỗi người ta gọi là nó là thầy trừ quỷ luôn, quý bà chị. Và bây giờ hết chuyện rồi, thấy Phao-lô đuổi quỷ hay quá, bắt chước Phao-lô để mà nhân danh Chúa Giê-xu Christ đuổi quỷ ra khỏi những người bị quỷ dữ ám. Nhưng mà lần này thì họ không gặp may giống như những lần trước. Kinh Thánh nói rằng là quỷ dữ đáp lại rằng là: ta biết Đức Chúa Giê-xu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Và thế là người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm. Quý mà chị em thấy rằng là lần này họ không còn gặp may như là những lần trước nữa. Những lần trước họ trừ quỷ theo cách của họ, dùng tà thuật thì có thể quỷ nó tạm thời nó rời khỏi hoặc im lặng. Nhưng mà lần này thì quỷ nó bắt đầu nó trả lời rằng là: ta biết Đức Chúa Giê-xu, ta biết Phao-lô, nhưng mà các ngươi là kẻ nào ta không biết. Ở đây trong cái câu chuyện này chúng ta thấy được có rất là nhiều cái lẽ thật mà chúng ta có thể nhận biết để ngày hôm nay chúng ta là những con cái Chúa, chúng ta nhận biết được mình là ai và mình có cái điều gì ở trong Chúa Giê-xu Christ. Câu hỏi đầu tiên mà tôi đặt ra cho quý vị ở trong buổi sáng này đó là: quý vị có tin rằng có ma quỷ hay không? Ngày hôm nay thì do cái ảnh hưởng của một cái trào lưu, đó là trào lưu duy vật, và người ta chỉ tin vào trong những gì mà sách vở nói, những gì mà khoa học chứng minh. Còn những cái gì mà tâm linh đó, không thể chứng minh bằng khoa học thì người ta đều không tin. Ở những nước phát triển
như là ở Mỹ hoặc là châu Âu hoặc là ở những quốc gia giàu có khác. Thì khi mà khoa học công nghệ bắt đầu phát triển lên, người ta chỉ nói theo sách vở, nói theo những gì mà ngũ quan, tức là năm giác quan con người chúng ta có thể sờ được, chạm được, thấy được, ngửi được, nghe được, thì chúng ta mới tin là nó có thật. Còn những cái gì mà máy móc, trang thiết bị, khoa học không thể nào có thể quay được hoặc là tìm được hoặc là rờ được hoặc là đo đạt được thì họ không tin nó có thật. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy ở ngay tại Việt Nam này, khi mà chúng ta rao giảng lời của Chúa ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, ở những ở khu vực núi đồi, hải đảo xa xôi, thì luôn luôn có những quyền lực của ma quỷ nó thể hiện ra, đúng không anh chị em? Khi tôi đi lên Đắk Lắk thì tôi thấy rất là nhiều phép lạ của Chúa xảy ra cho con cái Chúa. Thậm chí đôi khi mình chỉ cầu nguyện rất là bình thường vậy đó, chứ mà người ta được Chúa đụng chạm, quỷ lộ ra. Và có những trường hợp là người ta cảm thấy giống như điện nó dứt ở trong cơ thể của họ. Và vợ tôi đi cùng với tôi thì thấy những cái điều đó, và chúng tôi biết rằng là Đức Chúa Trời của chúng tôi rất là quyền năng. Có thể chúng ta ngồi đây, chúng ta ở trong cái nơi rất là thoải mái như thế này, chúng ta thấy ô Chúa của chúng ta ngài bình thường quá. Nhưng anh chị em ơi, ở ngoài kia, tức là những nơi mà người ta chưa kinh nghiệm được quyền năng của Chúa Giêsu, khi mà người ta nghe đến danh Chúa Giêsu Christ và người ta được rờ chạm đến chính Chúa Giêsu, người ta không còn là chính họ nữa anh chị em. Có những người mà họ té ngã xuống, họ dậy giống như là con cá mà mình vớt từ dưới nước mà mình đem nó lên bờ đó quý vị. Tại vì người ta khi mà được cầu nguyện, người ta được chuyển giao vào trong một cái bầu không khí thuộc linh đó, thì người ta cảm thấy giống như là cái nơi họ đang sống nó không phải là chính họ nữa. Họ như họ được dời vào trong một cái vương quốc sáng láng lạ lùng của Chúa, và tại đó họ không cảm thấy giống như là bình thường được nữa anh chị em. Và khi chúng ta sống ở trong bầu không khí thuộc linh như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là quả thật Chúa của chúng ta ngày rất là diệu kỳ. Có nhiều điều mà chúng ta chưa khám phá được hết ở trong lĩnh vực tâm linh. Và chỉ có tâm linh con người của chúng ta mới có thể tiếp cận được với Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời mà thôi anh chị em. Tin lành không phải là tôn giáo. Amen không anh chị em? Có thể chúng ta đăng ký ở trong chứng minh nhân dân của ta là, của chúng ta rằng là tôi là tôn giáo tin lành. Tôi là tôn giáo Thiên Chúa giáo. Nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta phải hiểu một điều rằng là tin lành còn hơn là một tôn giáo nữa. Bởi vì chúng ta có một mối liên hệ thật là mật thiết với Chúa Giêsu. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là vua thiên đàng của chúng ta. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng quyền năng. Ngài quyền năng đến nỗi mà không có một con quỷ nào có thể đáp trả lại với Ngài và có thể đứng nổi trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ. Có một lần kia khi mà Chúa Giêsu ngài giảng ở trong nhà hội, thì có một cái người bị ma quỷ ám đã la lên rằng là Ngài là Đấng Christ con Đức Chúa Trời sống. Và thế là Chúa Giêsu ngài quở trách nó và ngài nói rằng là ngươi im đi. Và Chúa ngài truyền lệnh cho nó và rời khỏi, thì nó rời khỏi người đó. Mọi người xung quanh ở trong nhà hội cảm thấy rất là lạ, bởi vì cái điều đó chưa bao giờ họ thấy điều đó. Và trong thánh có tường thuật với chúng ta rằng là rất là nhiều lần Chúa Giêsu ngài đối diện với quyền lực của ma quỷ và ngài đều truyền khiến cho chúng nó phải lui ra khỏi, và chúng nó bị đuổi ra khỏi trước mặt Chúa. Đến thời của các sứ đồ cũng vậy anh chị em, khi mà các sứ đồ họ đi rao giảng tin lành của Chúa thì nhiều quyền lực của ma quỷ bị đuổi ra. Rồi các môn đồ cũng vậy nữa, họ đi họ rao giảng tin lành của Chúa, như là Philip khi mà đến tại thành Samari để mà giảng về Đấng Christ, thì có nhiều ma quỷ nó nghe như vậy và nó xuất ra khỏi những người mà nam. Philip không phải là mục sư, cũng không phải là một sứ đồ, ông không có một cái chức vụ quan trọng hoặc là lớn lao gì trong hội thánh thời bấy giờ cả, nhưng mà ông có tâm lòng, ông muốn rao truyền tin lành của Chúa Giêsu. Và thế là khi ông rao giảng thì quyền năng của Chúa bày tỏ ra. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta suy gẫm buổi sáng nay đó là tin lành mà quý bà chị em đang tin đó là tôn giáo chết hay là một tôn giáo đầy quyền năng? Hồi nãy cái người hướng dẫn cầu gốc đã hỏi một câu đó là ai thuộc lòng ở trong Roma đồng 1 câu 16, tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu một cái tin, đúng không ạ? Ở trong Roma đồng 1 câu số 16 như thế này: thật vậy tôi có phổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu một cái tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rẹ. Vậy thì tin lành của Chúa không phải là một tin lành nói suông, không phải là một tin lành theo kiểu tôn giáo của người, nhưng mà tin lành của Chúa là tin lành quyền phép, có quyền phép ở trong đó quý bà chị em. Dẫu rằng tất cả mọi lễ nghi ở trong hội thánh của chúng ta đều phải diễn ra một cách nghiêm trang, ở trong sự kính cẩn và trong sự kính sợ Chúa. Chúng ta có sự trật tự rập ràng ở trong tất cả mọi chương trình, mọi lễ nghi. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Chúa của chúng ta ngài vượt trội hơn những lễ nghi đó của con người. Có những khi Chúa thăm viếng chúng ta nhảy múa, chúng ta vỗ tay, chúng ta được tự do để tôn cao Chúa của chúng ta. Có những khi Chúa ngài đụng chạm chúng ta té ngã trong sự hiện diện của Chúa, hoặc là rồi chúng ta được nhận lãnh cái sự chữa lành của Chúa sau khi chúng ta nhóm lại nữa quý mài cha.
Vậy thì tin lành của Chúa không phải chỉ là một cái tôn giáo chết. Có một ông sư kêu nói rằng là nếu mà lấy những dấu kỳ phép lạ quyền năng ra khỏi tin lành của Chúa đó, thì tin lành của Chúa nó không còn là tin lành nguyên thủy ngày xưa. Và tin lành của chúng ta trở về con số 0, giống như là những tôn giáo ở trong thế gian này. Người ta nói rằng là đạo nào cũng như nhau hết. Nhưng mà đạo tin lành của chúng ta lại khác biệt à. Đạo tin lành của chúng ta có quyền năng à. Và chúng ta biết rằng là ở trong tối á, quý mà chị em, ma quỷ nó nhìn thấy chúng ta có sự gì của Chúa. Nó biết được có sự gì của Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta. Nhưng mà câu hỏi đặt ra đó là con cái Chúa ngày hôm nay có liệu biết rằng là Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta hay không? Ma quỷ thì nó biết rằng là Chúa cùng với chúng ta, nhưng mà chúng ta không biết rằng là Chúa cùng với chúng ta, anh chị em. Đây là một trong những nguy hiểm. Những khi mà quỷ nó xuất hiện ra, người ta đều sợ hãi bỏ chạy. Lần đầu tiên tôi thấy quỷ nó lộ ra, quý mài cho em, quý vị biết rằng tôi sao không? Tôi nổi da gà luôn, quý mài cho em. Không dám đến gần luôn. Tôi nói, ồ, chỉ có mấy mục sư đó mới cầu nguyện đuổi quỷ thôi, chứ còn tôi né ra tốt. Rồi vợ tôi cũng vậy nữa, từ bé tin Chúa, nhưng mà khi mà được Chúa thông viếng ở trong hội thánh mỗi tuần đó, thì vợ tôi nhìn thấy những dấu kỳ phép lạ quyền năng của Chúa, có những khi quỷ lộ ra, vợ tôi y như tôi luôn. Cũng sợ, cũng né ra bên, không dám đến gần. Sợ là nó khi mà nó xuất ra khỏi người đó, nó nhập vô mình, hoặc là nó sẽ gây rắc rối cho mình. Nhưng cảm ơn Chúa bây giờ chúng tôi khác rồi. Nhưng mà ngày trước đó, khi chúng tôi chưa biết là thật của Chúa đó, thì chúng tôi sợ lắm. Khi mà nhắc đến ma quỷ đó, là chúng tôi cảm thấy mình phải tôn trọng nó. Bởi vì nếu mà mình mà có lỡ, mà mình lỡ lời gì đó, có thể là nó sẽ quấy phá mình. Và đấy là một trong những cái điều mà chúng tôi, sau khi được Chúa giải cứu ra khỏi những cái suy nghĩ đó, chúng tôi thấy rằng chúng tôi thật sự là ngu xuẩn. Chúng tôi không muốn cho bất cứ một con cái Chúa nào giống như chúng tôi cả, quý mài cho em. Bởi vì chúng ta cần phải sống ở trên mức trung bình của lời Chúa. Ngày hôm nay con cái Chúa chúng ta đang sống ở dưới mức trung bình. Tức là chúng ta đi học mà chúng ta không đạt được điểm 5, mà chúng ta chỉ đạt được điểm 4, điểm 3 thôi. Và có nguy cơ ở đây lớp nữa, quý mài cho em. Quý mài cho em có quan tâm rằng Chúa Ngài đang đẹp lòng đời sống của chúng ta hay không? Hay là chúng ta chỉ đi học rồi chúng ta không quan tâm đến điểm số của mình? Và chúng ta biết rằng là có những người họ đi học á, họ không quan tâm điểm số á, thì những người đó chỉ mài mòn ghế nhà trường, chứ không có kết quả gì cả. Và ma quỷ là kẻ có thật. Satan là kẻ cai trị cao nhất ở trong vương quốc của nó. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu số 26, chúng ta thấy rằng là ma quỷ nó là kẻ cai trị như thế nào. Nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan, ấy là tự nó chia sẻ nhau, thì nước nó làm sao còn được ư? Ở đây Chúa Giê-xu đang hé lộ với chúng ta rằng là ma quỷ nó có một cái sự hiệp nhất. Nó không có trừ lẫn nhau. Và nó có một cái vương quốc, nó có một đất nước. Đôi khi chúng ta nghe về ma quỷ, chúng ta nghĩ rằng là ôi, nó làm cái gì mặc kệ nó. Và chúng ta cũng chẳng biết được rằng là ma quỷ nó có một cái tổ chức, hoặc là có một cái vương quốc trật tự như thế nào. Ở đây Chúa Giê-xu nói rằng là có một vương quốc của sự tối tăm. Và vương quốc đó nó đoàn kết, nó hiệp một và nó rất là yêu thương nhau đó, quý mài cho em. Quý vị biết rằng là ma quỷ nó đoàn kết hơn con người chúng ta nhiều không? Vương quốc của ma quỷ nó tồn tại từ thời trước Adam cho đến bây giờ cả là mấy chục ngàn năm rồi. Và ma quỷ nó được tạo dựng nên trước con người của chúng ta nữa, quý mài cho em. Nó khôn hơn chúng ta rất là nhiều, nó sức mạnh hơn chúng ta rất là nhiều. Và bởi vì cớ con người chúng ta khi mà Chúa dựng nên vốn hoàn hảo tốt đẹp giống như Đức Chúa Trời, nhưng mà con người của chúng ta đã nghe theo lời của quỷ vương và chúng ta đã ăn lấy trái cấm. Chúng ta mất đi uy quyền đó. Và thay vì là một người cai trị thế giới thì chúng ta trở thành người bị trị. Adam và Eva đã phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Và dòng giống con người chúng ta bắt đầu từ đó sống ở trong sự tối tăm tội lỗi và bị rủa xả, bệnh tật, rồi nhiều cái đau khổ, mất mát, đau thương xảy ra. Nhưng cảm ơn Chúa Giê-xu Ngài đến thế gian này để tìm và cứu chúng ta, Ngài chuộc chúng ta ra khỏi những cái sự cai trị của ma quỷ. Và Chúa Ngài tha thứ mọi tội chúng ta, Ngài cho chúng ta được sống lại và chúng ta được ngồi ở trong ánh nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Từ vị thế bị trị, chúng ta trở thành người cai trị trở lại trong Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta không còn sống ở dưới cái sự cai trị của ma quỷ và vương quốc tối tăm của nó. Và cảm ơn Chúa, ma quỷ sau khi mà nó lấy đi cái uy quyền mà Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta bởi sự phạm tội của Adam và Eva, thì nó được gọi là vua chúa của thế gian mờ tối này. Nó được gọi là chúa đời này. Nó là con rồng lớn, là con rắn đời xưa. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4 rồi Khải Huyền đoạn 12 câu 9 có chép như vậy. Nhưng mà cho dẫu rằng nó là chúa của thế gian mờ tối này, hoặc là nó làm trùm của đời này đi chăng nữa, thì nó cũng không thể nào thắng được Chúa Giê-xu của chúng ta. Ngài chính là đấng tạo hóa, là đấng đã dựng nên muôn loài vạn vật. Ngài dựng nên thiên sứ thiện,
Và Ngài cũng chính là Đấng đã dựng nên những thiên sứ sa ngã, được gọi là ma quỷ ngày hôm nay. Chúa không dựng nên cái ác quý mà chị em, nhưng mà bởi vì có những thiên sứ đó, họ đã nổi loạn và họ đã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và trở thành thế lực giằng ngang của ma quỷ. Và khi mà Đức Chúa Trời Ngài dựng nên Adam và Eva để mà cai trị và cầm quyền ở trên đất này, thay thế cho Lucifer và những cái thiên sứ sa ngã, thì ma quỷ nó tìm cách nó lấy lại cái điều đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa rằng là Chúa Ngài đã can thiệp và Chúa khiến cho ma quỷ nó không thể thành công được, quý mài chị. Cảm ơn Chúa, trong danh Chúa Jesus chúng ta là người đã thắng và chúng ta có một cái uy quyền để chúng ta cai trị ở trên những thế lực gian ác của ma quỷ. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa thiếu vắng đi rất là nhiều những dấu kỳ phép lạ, quyền năng chữa lành hoặc là đuổi quỷ, bởi vì cơ chúng ta không biết được đấng mà chúng ta đang thờ phượng là ai như thế nào. Chúng ta thiếu đi cái uy quyền ở trong Chúa Jesus Christ là bởi vì cơ chúng ta không có một cái sự liên hệ mật thiết với Chúa Jesus Christ làm Chúa, làm chủ đời sống của chúng ta. Tôi đã gặp tiên tri T.B. Joshua và ông nói với chúng tôi rằng là những cái bí quyết để chúng tôi có thể đuổi quỷ chữa lành ở trong các hội thánh của Chúa không phải là bởi vì chúng tôi có sử dụng một cái gọi là một cái bí quyết đặc biệt nào hết. Nhưng bí quyết của chúng tôi đó là quỳ gối cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Chúng tôi có yêu mến Chúa, chúng tôi khao khát Chúa sẽ cho đổ đầy, chúng tôi suy gẫm lời của Chúa mỗi ngày, cứ sống cho Chúa. Và khi chúng tôi đầy dạy Chúa, chúng tôi bước đi thì quỷ thấy chúng tôi, thấy Chúa Giêsu ở trong chúng tôi, chúng nó sợ, chúng nó la lên được thôi. Khi một người đầy dạy Chúa đó quý mài cho em, thì ma quỷ nó nhìn thấy Chúa ở trong người đó. Có thể chúng ta không nhìn thấy Chúa ở trong chúng ta, thậm chí chúng ta cũng không nhìn thấy Chúa ở trong lẫn nhau nữa, nhưng mà có một kẻ nó nhìn thấy ở trong thuộc linh đó quý mài cho em. Xin Chúa cho mắt tâm linh của chúng ta được mở ra. Khi các sứ đồ họ đi rao giảng tên là của Chúa đuổi quỷ, thì Chúa Giêsu Ngài đã nói rằng là ta nhìn thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Tức là con mắt thuộc linh của Chúa Giêsu Ngài nhìn thấy quỷ Satan nó rớt xuống lợp đợp khi mà các sứ đồ nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ. Nhưng mà các sứ đồ đâu thấy đâu, đúng không ạ? Các sứ đồ họ vui mừng, họ trở về với Chúa, nói rằng là ô lạy Chúa vì cái danh Chúa các quỷ phục chúng tôi. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài nhìn thấy còn rõ hơn họ nữa. Họ nói là Chúa Giêsu nhìn thấy rằng là khi các ngươi cầu nguyện đó thì ta nhìn thấy quỷ Satan nó rớt xuống từ trời xa xuống như chớp, giống như là sung rụng vậy đó. Quý mài cho em biết rằng là khi mà chúng ta nhân danh Chúa Giêsu Christ thì quỷ nó run sợ và nó bị té ngã. Quý mài cho em, ông mục sư Jonas trước đây ông là một người làm tà thuật và ông là một người thường hay đi hội họp với là quỷ Satan ở trong cái thế giới tà linh. Và có một lần kia khi mà ông đi tham dự một cái buổi hội nghị của Satan ở trong cái giới tà thuật đó, quý vị, thì ông nghe cái quỷ kia nó về tường thuật lại, báo cáo lại với Lucifer và quỷ vương rằng là người cơ đốc thế này thế kia. Và khi cái quỷ nhỏ đó bắt đầu nói về danh Chúa Giêsu đó quý vị, vừa mới nhắc đến danh Chúa Giêsu Christ thôi là nguyên một đám quỷ ở trên cái bàn họp đó nó ngã xuống. Con quỷ vương đang ngồi trên ngai vàng đó, nó ngã té xuống sắp mặt luôn. Và ông mục sư đó, ông Jonas, sau này ông tin Chúa, ông nói rằng là qua cái điều đó tôi mới nhận biết rằng danh Chúa Giêsu Christ nó khủng khiếp như thế nào. Khi mà con quỷ mà nó ngồi nó họp nó nói chuyện, nhắc đến danh Chúa Giêsu Christ thôi là ngã gãy cổ rồi. Câu hỏi đặt ra đó là tại sao ngày hôm nay có nhiều người họ nhắc đến danh Chúa Giêsu Christ nhưng mà danh đó không có quyền năng trên họ. Quý vị biết rằng là ma quỷ nó biết Đức Chúa Trời và nó run sợ không quý mài cho em. Ở trong Gia-cơ đoạn số 2. Gia-cơ đoạn số 2 câu số 19. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Ma quỷ nó biết, nó tin đúng không? Nó tin có Đức Chúa Trời luôn. Nhưng mà nó sao quý mài cho em? Nó run sợ. Ngày hôm nay nhiều người tôi thấy còn cứng đầu hơn ma quỷ nữa quý vị. Tức là họ không tin Chúa và họ cũng không sợ Chúa luôn. Nhưng mà ma quỷ thì nó lại tin và nó lại run sợ. Tức là ma quỷ nó có đức tin hơn cả những người vô tín ngoài kia nữa quý mài cho em. Bởi vì ma quỷ nó là dạng linh, nó có thể nhìn thấy được ở trong thần linh, nó nhìn thấy ở trong giới linh rằng là Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh và Chúa Giêsu Christ là những thân vị có thật. Nó nhìn ở trong linh giới đó quý vị, nó nhìn biết được ai là người thuộc về Chúa, ai là người có sự gì của Chúa. Còn chúng ta nhìn thuộc thể đó quý vị, không bao giờ quý vị nhìn thẳng được vào trong bóp tiền của người khác có bao nhiêu tiền đâu. Nhưng ma quỷ nó nhìn một cái một thôi, nó nhìn xuyên qua nhìn quý vị ở bên trong bên ngoài có cái gì luôn. Nó biết được tiểu sử của chúng ta, nó biết được hiện tại của chúng ta như thế nào quý mài cho em. Ma quỷ nó rõ con người lắm, cho nên nó có quyền ở trên những người thuộc về nó. Nó cai trị, nó muốn cho ai sống là sống, muốn ai chết là chết. Quý vị thấy rằng là khi mà người ta nói về cái việc đuổi quỷ ở trong thế gian này đó, khi mà người ta không có Chúa Giêsu, người ta muốn tìm cách đuổi quỷ, người ta làm gì? Người ta sẽ đi cúng giải hạn đúng không ạ? Tức là sao?
Đấy ông thầy đó, nhờ ông thầy đó cúng giải hạn, tức là trục xuất từ tài vậy đó, là họ phải cúng cái này cái kia trái cây, rồi ai mà giàu có thì cúng cái con này con kia. Rồi xong đốt nhang cái lại nó cái, rồi dạ xin mời ông đi ra khỏi tôi. Không có một cái chỗ nào người ta nói, ê cái thằng quỷ cái mày đi ra khỏi nhà ta, không có, đúng không ạ? Không có một cái ông thầy nào mà gan dám nói là sao, thằng quỷ mày ám người này hả, mày làm người này khùng người điên hả, mày đi ra khỏi nhà tao, có không? Không. Ở thế gian á, người ta không biết Chúa đó, người ta phải lại, dạ con lại ông, con lại bà, ra khỏi nhà của tôi lại cô hồn cách đảng, tôi không biết ông đó ông nào hết á. Nghe đến ma quỷ là người ta run, người ta phải đốt nhang người ta lại nữa. Quý ông bà chị em, tại sao vậy? Tại vì người ta ở dưới quyền của nó. Ở trong thế gian này không có ai có quyền trên ma quỷ với quý ông bà chị em. Khi mà Chúa Giêsu ngài lấy quyền năng của Đức Chúa Trời để đuổi quỷ, thì có những người Pharisee á, họ đến nói rằng là Chúa dùng phép chú quỷ mà trừ quỷ. Người này nhờ Beelzebul là chú quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Chúa Giêsu nói rằng là nếu mà ta nhờ Beelzebul là chú quỷ mà trừ quỷ á, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Ý của Chúa Giêsu ngài nói rằng là nếu ta dùng quyền năng của Đức Chúa Trời là đấng cao cả nhất ở trên vũ trụ này mà ta không đuổi quỷ được, thì các ngươi dùng quyền năng nào để mà đuổi quỷ? Nếu Đức Chúa Trời là đấng cao nhất mà không đuổi quỷ được thì sau này con các ngươi đó, dòng dõi ngươi sẽ nhờ đấng nào mà đuổi quỷ trừ ta? Cho nên Chúa Giêsu ngài cho ta thấy rằng là chỉ có Chúa là đấng có quyền năng cao nhất, có uy quyền cao nhất ở trong thuộc linh. Và nếu mà Chúa Giêsu không đuổi quỷ được á, là không có bất cứ con người nào trên thế giới này có thể đuổi quỷ được. Quý bà chị em, người ta chỉ có thể đốt nhang khấn vái van xin ông này bà nọ thôi, đừng làm khổ tôi nữa, đừng làm khổ nhà tôi nữa, đừng làm khổ dòng dõi con cháu của tôi nữa. Người ta gọi là những ông khuất mặt khuất mày đó quý vị. Người ta sợ đến nỗi phải lập mam, lập am, lập miếu. Quý vị thấy rằng là có những cung đường á, nó chuyên môn cướp giết người ta. Đi cái chỗ đó là ý như là bị tai nạn. Và người ta sợ quá, không biết làm sao. Người ta biết rằng là có cái cô hồn cách đảng đó ở ngay chỗ đó. Và thế là người ta lập ra cái am, cái miếu đó để đốt nhang. Mà thiệt đốt nhang cái là mấy ngày sau nó êm. Đốt nhang cái là nó không có gây tai nạn nữa. Nhưng mà sau một thời gian nữa thì lại tiếp tục xảy ra. Thế là thấy đốt nhang không xong rồi, cúng chuối, rồi cúng này cúng kia. Thấy cúng êm rồi lại cứ phải liên tục như vậy anh chị em. Cứ phải lệ thuộc nó, phải khúm núm và phải quỳ gối, phải thờ phượng nó thì nó mới để cho yên. Đây là cái công việc của ma quỷ, nó luôn luôn cướp giết và quỷ diệt và nó khao khát con người thờ phượng nó quý mà chị. Cho nên là con cái Chúa chúng ta nhận biết được cái mưu kế của ma quỷ và chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Khi chúng ta nói về cái cụm từ thờ phượng thì cũng nói về cái sự đầu phục và cái sự thuận phục uy quyền của Đức Chúa Trời, thuận phục lời của Chúa. Có những người họ thờ phượng Chúa nhưng mà không giữ lời Chúa quý mà chị em. Đó không phải là sự thờ phượng. Thờ phượng thật đó là người vừa thờ phượng Chúa mà vừa vâng giữ các điều răn của Chúa. Không thể nào mà vừa thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật mà qua ngày thứ hai chúng ta lại đi chùa, chúng ta lại đốt nhang, chúng ta lại quỳ gối, chúng ta lại thờ lại ma quỷ giống như trước đây. Từ thứ hai cho thứ bảy chúng ta đi chùa nhưng mà qua ngày Chủ nhật chúng ta lại đi Chúa. Rốt cuộc là Chúa ngày không biết là chúng ta bên chùa hay bên Chúa nữa. Cuộc đời của chúng ta nó trở thành Chúa. Và anh chị em ơi, chúng ta cần phải xác định trong đời sống của chúng ta ai là đấng mà chúng ta thờ phượng phục vụ. Đừng bao giờ đi hái hàng. Đã nhờ thầy Chúa rồi, đừng bao giờ mua bùa ngải hoặc là đi thầy bà để mà cho mình được sự bảo vệ hoặc được phước ở trong công việc của mình. Tôi đi lên Đắk Lắk và tôi nhìn thấy có nhiều cái cảnh trạng đau lòng lắm quý mà chị em. Con cái Chúa ngày hôm nay Chủ nhật thì đến nhà thờ nhưng mà ngày thứ hai lại đi những thầy bà rồi xin bùa ngải. Thậm chí là bỏ cái bùa trong bóp vào trong nhà thờ thờ phượng hát thánh ca rồi nhảy múa. Nhưng mà khi mà nhắc đến cái từ đuổi quỷ và chữa lành đó quý vị thì những người đó nhảy đánh đảnh lên. Quý vị thấy ghê không? Cũng thờ phượng Chúa đó nhưng mà khi mà nói rằng là ai mà đuổi quỷ chữa lành giống như kinh thánh đó là tà giáo hết. Ngày hôm nay Chúa ngài đang dấy lên ở tại khu vực Đắk Lắk. Có rất là nhiều tôi tới Chúa và nhiều con cái Chúa có cái ơn cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ. Họ đặt tay cầu nguyện, quỷ xuất ra, bị đuổi ra. Có nhiều người được thông viếng, thậm chí họ được ơn hơn cả tôi trong sự cầu nguyện nữa. Cứ giơ tay lên cầu nguyện là cái người kia lắc rồi té ngã xuống. Nhiều khi quỷ lộ diện, nó xuất đầu lộ diện và nó đi ra khỏi cái người mà nó đang ám, theo như là lời kinh thánh ngày xưa luôn. Nhiều khi đang giảng lời Chúa, ông mục sư đang giảng ở trong hội thánh, quỷ ngồi dưới la lên. Thế là ông mục sư, ông nhân danh Chúa Jesus đuổi nó đi thì đi. Vậy đó, có những người ở trong nhà thờ, theo kiểu mà truyền thống họ không tin vào trong ân tứ quyền năng của Chúa, họ nói rằng là mấy cái người đuổi quỷ, chữa lành theo như thời xưa đó, thì đều là tà giáo ngày hôm nay hết.
À, họ lập luận rằng là bây giờ không còn có chữa lành quyền năng giống như thời xưa nữa. Thời đó là đã qua rồi, kết thúc rồi. Bây giờ ngày hôm nay là không có còn đuổi quỷ chữa lành gì hết á. Tôi thắc mắc, ủa ngạc nhiên sao mấy người này lại căn cứ vào trong cái chỗ nào cho thánh mà lại nói rằng là ngày hôm nay không còn có chữa lành quyền năng phép lạ nữa. Và thế là có nhiều người họ dấy lên, họ chống lại những tôi tớ Chúa, cầu nguyện trong danh Đức Chúa Christ đuổi quỷ. Và quý vị biết rằng là có nhiều người họ đã bị mất mạng bởi vì cớ họ chống đối lại với công việc của Đức Thánh Linh, quý vị biết chưa? Khi mà tôi đi lên đó cùng với những anh chị em thì những người đó nói với tôi, một sư, cái nhà này nè là cái ông chấp sự trong hội thánh đó, ngày xưa ông nói rằng là những ai mà nói tiếng lạ đều là ma quỷ, là tà giáo. Ông chết rồi. Hỏi sao vậy? Ung thư. Rồi qua nhà khác đi ngang một đoạn nữa, nói đây cái nhà này nè, bà vợ bà bị ung thư, bà chết bởi vì cớ nói rằng là đuổi quỷ chữa lành là tà giáo, nói tiếng lạ là tà giáo. Rồi đi một chút nữa, cái nói rằng là cái ông đó đó, ngày xưa ông cực kỳ chống đối quyền năng thánh linh của Chúa, là một sư. Và chúng tôi không nói cái gì hết, chúng tôi vẫn tha thứ, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục phục vụ Chúa như vậy. Còn ngoài kia, ông đó ông đang đào giếng ở nhà của ông. Ông đứng sao đó, ông lui cua sao đó, rớt từ trên rớt xuống. Và cái cây mà cái cây đào giếng, cái cây nhọn nhọn á, cái cây sắt á, ở để dưới á, mà nó sọt qua một cái từ dưới cái hậu môn của ông á, sọt ngược lên cái xương cột sống, xuyên thẳng lên trên đây luôn. Chết tươi nguyên bài trang. Bởi vì Chúa nói rằng là nó phạm đến con người thì còn được tha, nhưng mà nó phạm đến Thánh Linh thì dầu đời này hay là đời sau cũng không bao giờ được tha, quý mài chứ. Và khi tôi nghe điều đó, tôi kính sợ danh Chúa vô cùng. Có thể chúng ta không kinh nghiệm được những cái điều đó, chúng ta đừng có nói vậy. Giống như người Pharisee thời xưa, họ nói rằng là Chúa Giêsu dùng phép chú quỷ mà trừ quỷ. Họ nói trong cái sự vô tín và trong cái sự kiêu ngạo, trong cái sự ganh tị, quý mài chứ. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể nhận biết được chúng ta đang ở đâu ở trong bản đồ thuộc linh. Nếu chúng ta bị người khác nói này nói kia, giống như Chúa Giêsu đã từng bị bắt bớ và bị nói hành, quý mài cha em ơi, hãy tha thứ cho những người đó, đừng có nói nghịch lại với họ. Tại vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta không bỏ qua cho những ai nó phạm đến danh của Chúa đâu. Dù là con của Chúa, nhưng mà nếu nó phạm đến danh của Chúa vẫn bị xử như thường. Quý mài cha em nghĩ rằng là mình là tin Chúa rồi, Chúa không đụng đến mình hả? Nếu quý vị đọc lại trong sách Xuất Ê-díp Ký, quý vị sẽ thấy rằng là có một lần Đức Chúa Trời ngài đã hiện ra và rồi giết Môi-se đó, quý vị biết không? Bởi vì cớ Môi-se không chịu cắt bì cho con trai của mình. Và Đức Chúa Trời ngài đã tìm thế để giết Môi-se, và thế là bà vợ của Môi-se đã lấy con dao bằng đá để mà cắt bì quăng trước mặt Môi-se và nói rằng là ông là huyết lang cho tôi. Bởi vì cớ Môi-se đã không có quyết định dứt khoát chọn Chúa hay là chọn vợ của mình. Vợ của Môi-se đã không có muốn cho con của mình được cắt bì, nhưng mà Môi-se thì lại muốn cắt bì, nhưng mà ông lưỡng lự, ông không có làm liền. Và thế là Chúa ngài tìm cách để giết Môi-se đó, quý vị. Và thế là bà vợ bà thấy sợ quá, bà hoảng hồn, bà lấy cái dao bà cắt bì cho con của mình liền. Cho nên quý bà chỉ thấy là Đức Chúa Trời của chúng ta không có sự thiên vị. Tôi tới Chúa đầy hơn như Môi-se đó, được Chúa kêu gọi đó, mà Chúa ngài còn có thể giết đi đó, nếu mà ông ấy không chịu đầu phục Chúa. Cho nên quý vị cần phải chọn đầu phục Chúa. Cần phải xác định một điều rằng là tôi sống để làm cho Chúa cái đẹp lòng, chứ không phải là làm cho con người hài lòng. Amen. Ngày hôm nay có nhiều người sống theo cái kiểu mà để cho người ta đẹp lòng mình. Nguyên một cái giáo hội kia lớn quá, người ta nói rằng là chữa lành đuổi quỷ trong danh Chúa Jesus là tà giáo, thôi bây giờ thôi chắc tôi không có đuổi quỷ chữa lành nữa. Quý mài cha em ơi, đừng có làm hài lòng con người, thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Sau-lơ đã bị trút bỏ bởi vì cớ sau-lơ không chịu vâng lời Đức Chúa Trời, quý mài cha em. Đối với Đức Chúa Trời, ngài không có sự thiên vị. Đừng sống cho chính mình quá nhiều, quý mài cha, hãy sống cho Chúa. Cho nên chúng ta cần phải vâng lời Chúa, đừng bao giờ sợ hãi mà nhút nhát bỏ cuộc. Nếu chết, sẵn sàng chết vì cớ Chúa. Có nhiều người ném đá tôi bởi vì cớ tôi giảng về quyền năng chữa lành ân tứ này kia, nhưng mà tôi biết rằng là nếu có chết thì Chúa Giêsu vẫn sẽ đứng lên và Chúa ngài sẽ đón tôi vào trong lòng. Chứ tôi không bao giờ chấp nhận cái chuyện đó là quỷ ngày hôm nay nó có thể đi vào trong thánh và nó đuổi người ta. Thay vì mình đuổi quỷ, nhưng mà quỷ ngày hôm nay nó ngồi ở đâu mình. Là con cái Chúa, chúng ta có một uy quyền rất là lớn ở trong Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cùng nhau xem ở trong sách Ê-phê-sô đoạn số 1, câu số 19 cho đến câu số 21. Biết quyền vô hạn của ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn chừng nào, y theo phép tỏ thường của năng lực mình mà ngài đã tỏ ra cho Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cái chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại cái nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hậu đến nữa.
Ở trong Chúa Giêsu Christ chúng ta có một cái vị trí rất là lớn. Ở trong Chúa Giêsu Christ chúng ta có một vị trí rất là lớn, quý mà cho em, nó cao hơn hết tất cả mọi quyền năng, mọi thế lực của ma quỷ, mọi sự cai trị của ma quỷ. Không những ở trong hiện tại nhưng mà là trong tương lai nữa quý mà cho em. Và trong đoạn 2 câu số 6 chép rằng là: và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa không những chỉ khiến chúng ta được tái sanh sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình, nhưng mà Ngài cũng khiến chúng ta được đồng ngồi với Chúa. Nếu chủ tịch nước của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mời anh chị em đến cùng ngồi ghế bên cạnh với ông ấy thì quý vị cảm thấy tự hào không? Tự hào không? Nói thật với tôi đi, tự hào không à? Tự hào chứ, đúng không à? Tổng thống Mỹ mời anh chị em ngồi bên cạnh ông ấy và nói chuyện, quý vị tự hào không? Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mời anh chị em đến nói chuyện và ngồi bên cạnh ông ấy nói chuyện với người bạn, quý vị cảm thấy tự hào không? Tự hào chứ. Huống chi Đức Chúa Trời của chúng ta và Chúa Giêsu Christ đang ngồi bên cạnh chúng ta, ở trong cái nơi trời trong Chúa Giêsu Christ. Có rất là nhiều con cái Chúa ngày hôm nay bỏ lỡ cái cơ hội để được Chúa thăm viếng, bởi vì cớ mình đến nhà thờ, mình ngồi ở trong hội thánh nhưng mình không nhìn thấy sự gì của Chúa. Và chúng ta không biết là mình đang đồng ngồi với Chúa Giêsu ở trên hàng ghế nhà thờ này quý mà cha. Có thể chúng ta ngồi trên đất này nhưng mà trong tâm linh chúng ta đang ngồi cùng với Chúa Giêsu Christ ở trong cái nơi trên trời trong Chúa Giêsu Christ. Và khi chúng ta cùng ngồi với Chúa Giêsu thì không có quyền lực của ma quỷ nào có thể tấn công chúng ta được. Amen. Nhưng mà chúng ta biết rằng là con cái Chúa chúng ta có uy quyền trên ma quỷ, nhưng mà đồng thời nếu chúng ta không sử dụng cái uy quyền đó thì chúng ta vẫn để cho ma quỷ nó ngồi lên đầu lên cổ chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều hội thánh cũng giảng về uy quyền của Chúa Giêsu Christ ở trên đời sống của những con cái Chúa, nhưng mà không chỉ cho họ cách để làm sao sử dụng uy quyền đó. Và chúng ta không nhìn thấy được, chúng ta không nhìn thấy được cái chúng ta không nhìn thấy được đấng ở trong chúng ta lớn hơn một kẻ trong thế gian này, mà chúng ta chỉ thấy kẻ trong thế gian này lớn hơn chúng ta. Giống như khi mà Saul và cùng với đạo quân của ông chỉ thấy Goliath to hơn mình thôi, chứ không nhìn thấy Chúa là đấng đang sống ở trong mình lớn hơn một kẻ ở trong thế gian này. Và khi tôi hướng dẫn cho anh chị em thì có nhiều người được Chúa Ngài giải cứu, được chữa lành. Nhưng mà qua điều đó tôi nhìn thấy rằng là có nhiều con cái Chúa ngày nay trong cao thánh không biết cách để đuổi quỷ và tự bảo vệ mình ra khỏi tất cả những thế lực của trang ác của ma quỷ. Bởi vì có chúng ta chưa được trang bị. Khi mà chúng ta sống ở trong một cái vùng mất an ninh thì chúng ta cần phải được trang bị bằng những cái vũ khí để mình bảo vệ mình. Giả sử quý vị đang sống ở trong một cái khu vực mà người ta nói là có một cái băng đảng trộm cướp giết người, mà nhà quý vị là ở giữa một cái đồng trống, quý vị phải làm sao? Để cái rửa ở nhà, đúng không ạ? Hoặc là phải có vũ khí để phòng thân chứ. Chúng ta có biết rằng là chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới này mà ma quỷ đã cai trị ở trên tất cả mọi người, ở trên mọi quốc gia, trên mọi chính thể của loài người không? Và chúng ta cần phải chống lại với những cái thế lực đó, chứ không phải chúng ta chống lại với là những cái thế lực của con người. Chúng ta xem ở trong Ephesos đoạn 6 câu số 12: vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian vào tối này, cùng các thần dữ ở cái miền trời vậy. Câu 13: vậy nên hãy lấy một khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cười địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là chúng ta phải đánh trận với lại những thế lực gian ác của ma quỷ, không phải đánh trận cùng với chủ quyền, cùng thế lực của con người. Và để chúng ta đánh trận với ma quỷ thì chúng ta cần phải có những khí giới của Đức Chúa Trời. Đây lý do tại sao mà nhiều con cái Chúa chúng ta không đánh trận với ma quỷ mà chúng ta đánh trận với con người không ạ? Tại vì chúng ta không có khí giới của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Ngày hôm nay nhiều con cái Chúa cứ xăng tay áo lên, cứ hơn thua với nhau, thậm chí là thưa kiện nhau ra tòa. Rồi xong rồi vào hội thánh rồi đánh nhau rồi chửi nhau tùm lum hết quý mời cho em. Không phải là bởi vì cớ chúng ta không giải quyết được vấn đề, nhưng bởi vì cớ chúng ta không nhận biết được cái đối tượng mà chúng ta đang tranh chiến đó là ai. Chúng ta là đánh nhau theo như cách xác thịt, nhưng mà chúng ta lại quên mất là chúng ta phải đánh với lại cái thằng quỷ đứng đằng sau, cái người kia, thằng quỷ đứng đằng sau năng đề đó quý vị. Và để đánh với nó thì chúng ta cần phải có những khí giới của Chúa. Khí giới gì quý mời cho em? Đó là lẽ thật, nghịch lưng, áo giáp, sự công chính, tin lành bình an mà là dép, và đức tin làm thuẫn, rồi sự cứu chuộc làm bảo trụ, gương của Đức Linh là lò Đức Chúa Trời. Và quý mời cho em ơi, chúng ta khi mang lấy tất cả mọi giới thuộc linh này thì chúng ta sẽ có cái quyền năng và sức mạnh để chúng ta nghịch lại với những công việc của ma quỷ. Nếu bản thân quý vị mà kêu tay không tất sắt mà ra đánh với một đám côn đồ hoặc là giang hồ gì đó, quý vị có dám đi ra không? Nhưng mà nếu cho quý vị một cái súng của cảnh sát hình sự đầy đạn trong đó luôn, quý vị có dám đối diện với tụi nó không? Dám không? Dám chứ, đúng không ạ?
một cây súng nhiều đạn ở trong đó, đối diện với nguyên một đám nó cầm dao này kia mà tấu thì kệ nó, bây giờ tụi bay dùng cái dao gì nữa, ta có súng ta hơn tụi bay, đúng không quý vị? Như vậy thì ma quỷ nó có thể nó có nhiều cái vũ khí lắm. Nếu mà tay mà chúng ta không có vũ khí của Đức Chúa Trời đó, quý vị thua nó chắc. Giống như là con bảy con trai Sê-va đó, bảy người không có quyền năng của Chúa, quỷ nó giật một cái một bảy thằng bỏ chạy, không còn có một cái gì trên người quý bà cha. Nhưng mà nếu một người có uy quyền ở trong danh Chúa Jesus Christ và người đó có sức mạnh của Chúa để quỷ phá công việc ma quỷ thì quỷ nó sẽ bỏ chạy. Quý vị đang ở phía nào? Phía chiến thắng hay là phía thất bại? Phía chiến thắng. Tôi không tin. Quý vị nói như vậy tôi không tin. Chưa được thuyết phục lắm. Quý vị có thể nói ở đây là ồ tôi là người chiến thắng, nhưng quý vị ơi, khi về nhà đâu, quý vị sẽ chứng minh với Chúa rằng quý vị chiến thắng nó như thế nào. Amen. Quý vị không có thể nào mà khuất phục cái cúi đầu giống như là Saul Lơ và các anh của David cúi đầu trước Goliath được. Quý vị cần phải ngẩng cao đầu lên giống như David và xông tới để mà giết nó. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta lớn hơn nó, đúng không ạ? Và chúng ta có nói với chúng ta rằng là ai là những người có cái uy quyền đuổi quỷ. À, chúng ta xem ở trong sách Mác đoạn số 16. Mác đoạn 16 câu số 15 cho đến câu số 18, lời của Chúa nói thế này: Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những cái tin sẽ được cái chỗ lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Hễ để ta cho cái đau thì cái đau sẽ lành. Ở đây quý vị thấy rằng là đại mạng lệnh của Chúa Giêsu Ngài đã truyền cho các môn đồ trước khi mà Ngài về trời. Đại mạng lệnh đó là gì ạ? Đi giảng tin lành khắp thế gian, đúng không ạ? Ai tin và chịu báp têm sẽ được rỗi. Rồi tiếp tục ở trong câu số 17 nói rằng là: Vậy những kẻ tin sẽ được cái dấu lạ này. Quý vị thấy không? Đây là một bài tăng nha quý vị nghe. Tức là vừa mới tin Chúa đó, qua những sứ đồ rao giảng tin lành của Chúa, những người vừa mới tin Chúa đó, những người đó họ sẽ có cái uy quyền để mà lấy danh Chúa trừ quỷ. Không phải là người tin Chúa lâu năm hoặc là phải học qua lớp thần học này, lớp thần học nọ thì mới có thể đuổi quỷ được. Nhưng mà những người vừa mới tin Chúa đó thì họ có cái uy quyền để mà lấy danh Chúa trừ quỷ. Tôi nghe có những người họ chưa tin Chúa, nhưng mà họ nghe không biết nghe là Chúa ở đâu á. Họ biết là Chúa Giêsu là danh quyền năng có thể đuổi quỷ được. Thế là có những người hả, khi mà họ gặp ma quỷ á, họ la: Chúa Giêsu ơi cứu con, Chúa Giêsu ơi cứu con. Thế là Chúa Giêsu ngày cứu họ thiệt, quỷ nó đi ra khỏi. Và thế là họ tin Chúa quý vị. Có những người họ không có biết Chúa gì hết á, nhưng mà họ nghe mục sư hoặc là nghe người này kia làm chứng đó, rằng là Chúa Giêsu có quyền năng trên các quỷ. Thế là khi mà tối họ gặp ma quỷ hoặc là quỷ nó hiện ra nó nhát họ đó, họ la: Chúa Giêsu ơi cứu con. Và thật sự là quỷ nó nghe danh Chúa Giêsu Christ bỏ chạy, những người đó sau đó tin Chúa quý vị. Cho nên danh của Chúa Giêsu Christ rất là quyền năng. Danh của Chúa Giêsu rất là quyền năng. Chúng ta hãy tôn trọng danh của Chúa và hãy thiết lập một mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu ở trong sự thờ phượng, cầu nguyện và đọc lời của Chúa mỗi ngày. Đừng xem danh của Chúa Giêsu Christ như là một cái lá bùa hộ mệnh cho mình hoặc là lá bùa để mà mình có thể nổi tiếng quý mà xem. Những con trai của Sê-va họ đã lấy danh của Chúa Giêsu mà Phao-lô giảng giống như là một cái lá bùa để mà cái công việc của mình, cái công việc trừ tà của mình nó sẽ được nổi tiếng và phất lên. Nhưng họ không ngờ rằng là danh của Chúa Giêsu Christ không giống như họ nghĩ. Danh của Chúa Giêsu chỉ có quyền năng cho những người có lòng tin, đúng không ạ? Có lòng tin và có một đời sống đã thuận phục Chúa và dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa. Khi các sứ đồ đi rao giảng tin lành của Chúa, đặt tay cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ, nhiều quỷ đã bị xuất ra và họ thấy rằng là wow, tuyệt vời quá. Thì Chúa Giêsu ngài nói rằng là: Các ngươi đừng có mừng bởi vì có các quỷ phục các ngươi, nhưng mà hãy mừng bởi vì tên các ngươi đã được viết ở trên thiên đàng. Luca đoạn số 10 câu 19 cho đến 20 chép như vậy. Như vậy thì chúng ta phải mừng bởi vì có đời sống của chúng ta được liên hệ với Chúa Giêsu. Và ở đó Chúa Giêsu chúng ta thấy rằng là chỉ có những người có tên ở trong sách sự sống trong thiên đàng đó, những người đó mới có uy quyền cho ma quỷ thôi. Quý vị có biết chắc rằng là tên quý vị được viết ở trên sách sự sống trên thiên đàng chưa? Tôi biết tên Trương Anh Tuấn đã được viết ở trong sách sống của thiên đàng rồi. Còn tên quý vị thì sao? Ai chưa chắc rằng là tên của mình đã được viết ở trên sách sống thiên đàng, ở trong sách sống của thiên đàng, thì quý vị có thể gặp tôi và tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện sau buổi nhóm hôm nay để chắc chắn rằng là hộ khẩu quý vị sẽ được chuyển lên thiên đàng. Amen. Và nếu mà tên quý vị đã được viết ở trong sách sống của thiên đàng thì quý vị ơi,
quý vị có quyền để đuổi quỷ. Không cần biết là hai con quỷ hay là chục con quỷ hay là trăm con quỷ hay là cả 20.000 con quỷ. Quý vị chỉ cần biết rằng là quý vị có cái quốc tịch của thiên quốc là quý vị có thể đuổi quỷ. Để có quốc tịch của thiên đàng, quý vị cần phải tin Chúa Giêsu Christ và thiết lập mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Không phải là mình đến nhà thờ để giữ lễ. Giống như bên Công giáo có những anh em họ rất là yêu mến Chúa, rất là sùng đạo anh chị em. Thậm chí là đến ngày Chủ nhật 4-5 giờ sáng thôi họ đã có mặt ở tại cổng nhà thờ để mà thờ phượng Chúa rồi. Nhưng bên cạnh đó có những người á đứng ngay trước cổng nhà thờ cầm điếu thuốc hút. Rồi cha ở trong kia ổng vừa mới amen xong cái amen Chúa ở cùng cha. Rồi xong rồi nhóm xong đi nhậu. Quý vị ơi, đó không phải là một đời sống thật sự có Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ có tôn giáo, chúng ta chỉ có đạo, nhưng mà chúng ta chưa có Chúa ở trong lòng của chúng ta. Chúa Giêsu Ngài muốn ở trong lòng của mỗi người chúng ta. Chúa không chỉ muốn ở nhà Chúa mà thôi, nhưng mà Ngài cũng muốn ở trong nhà của chúng ta nữa. Ngài muốn ở trong lòng của chúng ta. Amen không anh chị em? Hãy đem sự gì của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta về nhà, chúng ta cũng hãy để cho Chúa ở trong nhà của chúng ta nữa quý vị. Ma quỷ nó không sợ những người chỉ mở miệng ra nói Chúa Chúa, nhưng mà ở nhà thì lại không có tôn thờ Chúa. Có những người họ sợ ma sợ quỷ nổi mà họ đến nhà thờ đó họ mua cái thập tự giá quý vị. Thậm chí họ mua cái thập tự giá to giống như thế này nè, để ở nhà. Rồi có người mua luôn cả sợi lần hạt măng côi, đeo cái tay rồi đeo cái thập tự giá to ngay trước ngực. Cứ nghĩ rằng là trên người của mình rồi trên nhà của mình nó có thập tự giá là ma quỷ nó sợ. Hôm qua khi mà tôi tò mò tôi tra trên YouTube thấy có những cái kinh kinh trừ tà của người Công giáo. Họ đọc kinh rồi họ giống như một lời cầu nguyện vậy đó. Nhưng mà khi tôi nghe vài câu đầu tôi thấy kiểu này làm sao quỷ nó đi được. Nếu mà chúng ta đọc kinh mà mà chúng ta không có đức tin đến Chúa Giêsu Christ thì quỷ nào nó đi quý mà chứ. Ngày hôm nay quỷ nó là một dạng hữu thể linh rất là quỷ quyệt. Nó có thể lừa dối con người chúng ta bằng cách đó là nó giả bộ ra khỏi người nào đó mà nó ám, rồi sau đó nó sẽ trở vào người đó trở lại. Cho nên ma quỷ nó có thể lừa dối bằng cách đó là nó sẽ sợ trước bất cứ một cái gì đó mà chúng ta dùng để chúng ta trừ tà, nhưng mà sau đó chúng ta lại không biết Chúa Giêsu là ai hoặc là như thế nào ở trong đời sống của mình. Có nhiều người bị ma quỷ lừa dối bằng cách đó là họ cho họ sử dụng cái thập tự giá đưa ra trước mặt người có quỷ, thế là quỷ nó cũng sợ sợ quá rồi nó ngã đập ra nó đi ra khỏi người đó. Xong cái mà nó thập tự giá nó hay quá, có quyền năng hay quá, thế là lần sau và trong những lần sau nữa cứ sử dụng thập tự giá để mà đuổi quỷ. Không có nhân danh Chúa Giêsu, không có biết uy quyền của mình trong Chúa Giêsu Christ như thế nào hết. Cho nên có nhiều trường hợp đó là mình thấy rằng là lấy thập tự giá hoặc là lấy kinh thánh luôn để mà đuổi quỷ thì quỷ đâu có sợ đâu. Ma quỷ chỉ có sợ cái người mà có uy quyền ở trên chúng mà thôi. Ma quỷ nó biết được cái người nào có uy quyền trên nó. Chứ không, ma quỷ nó không sợ cái người tín hữu đạo Chúa. Ma quỷ nó sợ cái người tín hữu có sự gì của Chúa. Chỉ có quý vị mới biết được mối hệ của mình với Chúa ở mức độ nào mà thôi. Có thể ở trong một nhà thờ tin lành cả ngàn người tín đồ cùng nhau đi thờ phượng Chúa, cùng nhau tôn cao Chúa ở trong ngày Chủ nhật. Nhưng mà bao nhiêu người trong số 1.000 người đó có một đời sống cầu nguyện mật thiết với Đức Chúa Trời. Không phải ai ở trong nhà thờ cũng đều biết các cầu nguyện đâu quý vị. Đúng không ạ? Không phải ai trong nhà thờ cũng biết cách để mà nhân danh Chúa Jesus Christ để xin Chúa chữa lành rồi xin Chúa giải cứu mình đâu, không phải là ma quỷ đâu. Cho nên đừng có nghĩ rằng là số đông là đúng. Nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng là lời của Chúa luôn luôn đúng. Cho dù cả thế giới 7 tỷ người này người ta xoay lưng lại với Kinh Thánh, quý vị cần phải cùng với tôi chúng ta đứng lại để mà chúng ta đứng cùng phía với Đức Chúa Trời. Để chúng ta bảo vệ lẽ thật của Chúa. Amen không anh chị em? Dạ. Yeah. Và Chúa Giêsu Ngài là đấng nắm tất cả mọi uy quyền ở trên trời dưới đất. Mọi uy quyền đã được trao cho Chúa Giêsu và Ngài có uy quyền đã thắng trên quyền lực của ma quỷ. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 cho đến 20. Và khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta sẽ được sống ở dưới sự bao phủ, bảo vệ và đã thắng của Chúa Giêsu. Còn khi chúng ta chưa tin Chúa thì chúng ta đang ở dưới cái sự chi phối và ảnh hưởng của quyền lực Satan. Chúng ta không sợ ma quỷ, nhưng mà chúng ta hãy dùng uy quyền của Chúa để trừ quỷ và chúng ta chống trả ma quỷ. Khi chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời thì chúng ta có uy quyền để chúng ta chống trả ma quỷ và nó sẽ bỏ chạy khỏi chúng ta. Gia-cơ đoạn 4 câu 7 chép rằng là hãy đầu phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh chị em. Ở trong Kinh Thánh tiếng Anh dùng cái từ đó là chúng sẽ bỏ chạy hay là tháo chạy ra khỏi anh chị em.
Vậy thì ma quỷ nó chỉ sợ những người có một đời sống đầu phục Chúa và có uy quyền. Nếu quý vị không đầu phục Chúa thì quý vị sẽ không thể có uy quyền từ Chúa ban cho. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta cần phải học đời sống thuần phục Chúa, học lời của Chúa để chúng ta làm theo lời của Chúa. Chứ còn nếu chúng ta chỉ đến đây nghe lời của Chúa rồi từ lỗ tai này nó bay qua lỗ tai kia, hoặc là giống như nước đổ lá khoai vậy đó, chúng ta nghe giảng xong rồi về đến nhà chồng của chúng ta hỏi hôm nay mục sư giảng gì em, dạ em không nhớ, hình như ông giảng gì quỷ quỷ gì đó em không nhớ nữa. Quý bà chị em ơi, điều đó vô ích. Tôi không phải đả phá hay là nhạo báng anh chị em gì cả, nhưng mà tôi muốn cho anh chị em có một sự chân thành với Chúa và biết được những gì mình đang làm ở trong nhà của Chúa nó có một ý nghĩa và tầm quan trọng thế nào. Đừng giữ lễ theo tôn giáo, nhưng mà chúng ta hãy giữ tấm lòng yêu mến Chúa. Và càng yêu mến Chúa, chúng ta sẽ càng khao khát làm theo lời của Chúa. Và chúng ta càng làm theo lời của Chúa thì đời sống của anh chị em càng thêm lên uy quyền và càng thêm lên quyền năng. Amen. Và khi anh chị em đầy dạy Chúa thì những người có ma quỷ ở chung quanh anh chị em đó, họ sẽ lồng lộn lên và họ sẽ không thể chịu nổi trước cái sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống anh chị em. Một là ma quỷ sẽ bỏ chạy khỏi anh chị em khi nó thấy anh chị em, bởi vì anh chị em là người đầy dạy Chúa. Thứ hai, đó là nó sẽ tìm cách nó quay lại nó cắn anh chị em. Nó sẽ tìm cách nó giết anh chị em, trừ khử anh chị em. Nhưng mà anh chị em ơi, đừng bao giờ sợ hãi trước nó. Cũng giống như khi Abel là một người đầy ơn của Chúa, Chúa ngài nhậm lời cầu xin của ông và nhận lấy của lễ của ông dâng lên cho Đức Chúa Trời liền. Nhưng mà Cain thì bên cạnh thì cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì cớ ông nhận biết rằng là Abel được ơn hơn mình. Và thế là Cain đã ganh tị và tìm cách để giết Abel. Quý mà chị em ơi, nếu mà quý vị là Abel thì quý vị đừng bao giờ gọi là chùn bước, nhưng mà hãy tiếp tục tiến bước với Chúa. Và nếu họ có giết được xác của chúng ta thì họ cũng không thể nào có thể giết được linh hồn của chúng ta được. Amen không ạ? Kinh Thánh nói rằng là sau khi mà Abel chết rồi thì huyết của người vẫn còn nói, đúng không? Abel vẫn còn sống chứ không phải là chết. Chết thể xác nhưng mà linh hồn vẫn sống với Chúa. Cho nên anh chị em ơi, hãy kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng mà đừng bao giờ sợ hãi ma quỷ, bởi vì chúng ta có uy quyền trên nó. Và khi mà tôi nghe tin các anh em, chị em con cái Chúa ở trên miền cao, nhất là ở trên Đắk Lắk, bị bắt bớ về đức tin nơi Chúa Giêsu như vậy, tôi kính lệ họ là anh em hãy vui mừng. Các anh chị em hãy vui mừng, bởi vì có vì danh của Chúa mình bị nói phạm, bị nói xấu như vậy. Chúa Giêsu ngày xưa khi mà Ngài đuổi quỷ thì Ngài cũng bị những người Pharisee và những thầy thông giáo nói rằng là Chúa dùng phép chú quỷ mà trừ quỷ, Chúa là tà giáo. Cái sự bắt bớ nó lên đến đỉnh điểm cao độ, đó là ngay cả trưởng ban đại diện Tin Lành cũng đã viết thư và đã nhờ chính quyền can thiệp, nói rằng là những người mà cầu nguyện chữa lành và giải cứu đó đều là tà giáo hết. Họ nói rằng là chúng tôi nhờ chính quyền để mà dẹp hết cái đám tà giáo đó. Và thế là có một ông thầy truyền đạo đã đầy ơn và đầy sự khôn ngoan của Chúa dám đứng lên và nói rằng là tôi không phải là chống lại cái quyền thi hành công vụ quý vị, nhưng mà tôi nói cho quý vị biết rằng là cái chuyện này nó vượt hơn cả cái khoa học và cũng như cái sự giải quyết của con người. Bởi vì thần học nó khác với khoa học. Chính quyền hoặc là công an có thể giải quyết về những cái vấn đề dân sự thôi, đúng không ạ? Về phải trái đúng sai thôi, nhưng mà cái điều này á là cái điều nó vượt, nó không nằm ở trong cái thẩm quyền của những người mà làm cái công tác bên an ninh nữa. Nhưng mà vấn đề này là nó nằm ở trong tinh lý, tinh lành. Tà giáo hay là không tà giáo á là chúng ta phải xét theo lời của Chúa. Cho nên cái người thầy truyền đạo đó rất là khôn ngoan và nói rằng là không phải là chúng tôi sai, nhưng bởi vì có những anh chị em kia kìa, họ không có hiểu được thần học ở trong cái thánh mà chúng tôi đang tin. Và vấn đề này á, xin mời các anh em cứ ngồi qua bên để chúng tôi giải quyết với những người kia. Họ không tin rằng là Chúa ngày hôm nay vẫn còn làm phép lạ, chứ không phải là mình làm ngược gì đó hoặc là mình làm có gì đó sai ngược lại với kinh thánh. Không phải, kinh thánh có nói về sự cầu nguyện chữa lành, có nói về sự giải cứu, đúng không ạ? Cho nên là vấn đề ở đây á, tôi thấy những anh em ở trên miền cao bị bắt bớ, đồng thời tôi cũng gửi lời gọi là khích lệ anh chị em, nhưng mà tôi không nói trong sự tuyệt vọng, tôi không có chia buồn, nhưng mà tôi đang nói trong sự hy vọng rằng là Chúa sẽ mở đường cho anh em ra khỏi tất cả những sự bắt bớ đó. Chúa sức dầu cho anh chị em nhiều hơn, bởi vì có anh chị em đang chịu trả giá vì cớ Tin Lành của Chúa. Và đạo Tin Lành ngày hôm nay bị bắt bớ không phải là bởi vì những người ngoại, những người mà họ không biết Chúa, nhưng bị bắt bớ bởi vì cớ ngay cả những người đã tin Chúa rồi, quý mai cho em, đã tin Chúa rồi nhưng mà không kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, giống như một mức độ như là những anh em đang bước đi ở trong quyền năng của Chúa.
Và Chúa Giêsu ngày có nói trước rằng là trong thời kỳ sau rốt á, thì anh sẽ nộp em cho bị giết, rồi cha mẹ sẽ nộp con cái cho bị giết. Và những điều đó ngày hôm nay nó đã xảy ra và ứng nghiệm anh chị em. Nhiều khi anh em con cái Chúa trong trong cùng một đức tin với nhau thôi mà cũng thưa kiện nhau rồi làm khó cho nhau. Xin Chúa giúp đỡ cho con cái Chúa chúng ta khắp mọi nơi chúng ta hiểu được rằng là chúng ta không có gì khác nhau cả. Khác nhau chăng đi chăng nữa thì chúng ta chỉ khác về cái sự vận hành ở trong ơn tứ thánh linh của Chúa và đuổi quỷ chữa lành mà thôi. Ai có đức tin thì cứ ở trong cái mức độ đó. Nếu anh chị em không tin rằng là mình có thể đuổi quỷ được thì không sao, anh chị em cứ ngồi đó. Chúa sẽ sử dụng người khác có cái uy quyền và quyền năng hơn để đuổi quỷ chữa lành. Nhưng mà hãy nhớ rằng là chúng ta đều có chung một cha, một Chúa và cùng một kẻ thù. Amen. Yeah. Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau. Cho dẫu chúng ta khác nhau về tổ chức, về hệ phái, nhưng mà chúng ta có cùng một Đức Trời là đấng mà chúng ta đang thờ phượng và phục vụ. Amen. Yeah. Chúng ta có kẻ thù đó là ma quỷ, chúng ta phải đuổi nó. Chứ chúng ta không được quyền đuổi anh em của mình. Nếu mà họ đã cùng đức tin với chúng ta nơi Chúa Jesus Christ, cũng cầu nguyện và thờ phượng Chúa Jesus giống như chúng ta, thì chúng ta hãy nên mở lòng mình ra để tiếp nhận họ. Đừng vì một cái sự khác biệt nào đó ở trong tính lý hoặc là trong trong cái cách mà chúng ta tổ chức nhóm lại mà chúng ta lại kỳ thị lẫn nhau. Điều đó không nên anh chị em. Bởi vì trong thân của Chúa Jesus Christ, chúng ta không nên có sự phân rẽ. Chúng ta cần phải có sự hiệp một với nhau. Và điều cuối cùng đó là chúng ta cần phải thực hành uy quyền ở trên ma quỷ. Thứ nhất đó là chúng ta không được phép sợ hãi ma quỷ. Không được phép sợ ma quỷ nha quý vị nha. Con quỷ nào chẳng nữa nó xuất hiện trước mặt chúng ta hoặc là nó quậy phá trong gia đình của chúng ta cần phải không sợ nó. Ma quỷ cũng vậy, nó nhìn vào sắc mặt của chúng ta, nó thấy chúng ta cũng cứ cứng đơ bị tê liệt bởi vì có cái sự gì của nó. Nó chỉ cần một cái là mình bỏ chạy rồi, quý ông bà chị em. Không nên. Vậy thì chúng ta không được phép sợ hãi nó. Thứ hai đó là mình không được phép nghi ngờ lời của Chúa. Không được phép nghi ngờ. Bởi vì lời của Chúa nói sao mình cứ tin ý như vậy. Chúa nói rằng quý vị có thể đuổi quỷ thì quý vị phải tin rằng là quý vị sẽ đuổi quỷ. Không có chuyện mà ngược lại với lời Chúa, không bao giờ có chuyện đó. Phải luôn luôn có đức tin và không được nghi ngờ. Rồi thứ ba đó là phải biết rằng là danh Chúa Jesus Christ là danh duy nhất mà Satan phải vâng lời. Danh Chúa Jesus Christ là danh duy nhất mà Satan phải vâng lời. Chúng ta không được phép nhân danh Chúa Jesus của Tế Bí Giêsu hoặc là nhân danh Đức Chúa Jesus Christ của một sư trương quý hoặc là một sư nào đó. Nhưng mà chúng ta phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth để trục xuất chúng bay là ma quỷ, mày phải ra khỏi gia đình của ta, ra khỏi sức khỏe của ta, ra khỏi công việc làm của ta trong danh Đức Chúa Jesus. Mà chúng ta đang có một uy quyền để chúng ta sử dụng danh của Chúa Jesus Christ. Danh của Chúa Jesus Christ là danh uy quyền rồi, nhưng mà chúng ta có uy quyền được ủy thác từ Chúa Jesus để chúng ta sử dụng danh đó. Amen không ạ? À? Matthew đoạn 28 câu số 18 cho đến 20 nói rằng là hết tất cả mọi quyền pháp trên trời dưới đất đã được giao cho ta. Vậy hãy đi, tức là Chúa sai đi và Chúa giao chúng ta cái uy quyền ủy thác để chúng ta sử dụng danh của Chúa Jesus Christ. Và trong Luca đoạn 10 câu 19 Chúa nói rằng là này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Cảm ơn Chúa, không có bất cứ một thế lực ma quỷ nào có thể làm hại anh chị em được. Khi anh chị em đứng dậy và thực hành uy quyền đó, hãy nói một cách dõng dạc và công bố rằng trong danh Đức Chúa Jesus Christ, mày đã bị thất bại, mày phải lui ra khỏi con trai của ta, lui ra khỏi vợ của ta, lui ra khỏi chồng của ta trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Và trong cái phòng riêng của anh chị em chúng ta khi cầu nguyện lớn tiếng như vậy, thì trong thế dục linh nó quý mà anh chị em nó có sự thay đổi, nó có sự biến đổi. Có thể quý vị nghĩ rằng là quỷ nó không nghe, nhưng mà không đâu. Trong giới linh đó quý vị, nó có sự nghe biết. Cho nên chúng ta phải thực hành uy quyền và đức tin của chúng ta trên các quỷ. Bởi vì nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được. Tôi nhớ khi mà tôi qua châu Âu, khi mà ông sư ông đi cùng với tôi từ Na Uy qua Thụy Điển, ông chạy xe mấy trăm cây số rồi. Ông 70 tuổi hơn rồi. Ông mệt, ông nằm cũng nghẽo. Tôi cũng nằm ngủ cùng với ông. Nhưng mà tôi nói, mình còn trẻ như vậy, mình biết lái xe mà mình không giúp được cho mục sư này, thấy ngại vô cùng luôn. Mà bây giờ mình lái thì mình không biết cái đường này là nó chạy sao, rồi cái xe này là xe Sipo dạng mà 6 số nữa. Tôi chưa bao giờ chạy xe mà xe hơi mà 6 số cả. 6 số nó khác nữa quý vị, chứ không phải gạt lên gạt xuống bình thường đâu. Tại vì giữa mỗi số với nhau á, nó có một cái khoảng mà gọi là cái khoảng trống á, để khi mà mình mà giống như sumo vậy đó, khi mà mình nhấn đạp cái thì nó có thể rồ la ga lên như vậy đó. Còn gạt xuống thì nó sẽ vô cái số đó, chẳng hạn giữa số 1, số 2 thì nó có cái khoảng trống như vậy đó. Đó thì tôi không biết cái sử dụng nó sao hết. Thế là khi mà ông mục sư ông thức dậy, sau nửa tiếng hồn nghỉ thức dậy và tôi nói, mục sư ơi bây giờ để em lái xe cho mục sư chứ em thấy mục sư mệt quá rồi. Mà mục sư đi mà cố như vậy là nguy hiểm lắm, mục sư chỉ cho em cách để em lái đi. Thế là tôi cũng dàn, tôi liều hết cái can đảm của tôi để tôi ngồi ngay cái vô lăng đó. Ông mục sư chỉ cho tôi cách để mà sử dụng cái xe đó như thế nào đó, rồi chuyển số làm sao, rồi tất cả mọi công tắc, mọi cái chức năng ở trong xe như là còi rồi này kia,
ông chỉ cho tôi bắt đầu tôi nhấn từng cái tôi hiểu được nó vận hành sao. Và thấy là tôi dạng dĩ tôi chạy. Trong hơn 10 phút đầu quý vị, tôi sợ lắm. Khi mà tôi chạy ra cái đường quốc lộ đó, đường xa lộ đó, người ta chạy vu 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 vu. Ở châu Âu người ta chạy không có giống như Việt Nam mình. Chạy Việt Nam mình chỉ cao lắm là 100, 120 thôi. Ở bên châu Âu chạy nhiều khi tới 130 luôn. Tay chân tôi làm ngắt rồi quý vị. Tôi nói không thể, tôi không thể làm được. Nhưng mà Chúa nói với tôi rằng con có thể. Nếu mà con nhờ cậy Chúa thì con sẽ làm được. Mà khi mà tôi vừa mới ra khỏi cái làn đường mà ở bên đường á, để mà nhập vào trong đường cao tốc, tôi đạp ga và tôi thấy tôi sử dụng được quý vị. Trong hơn một phút đầu tôi còn cảm thấy tim mình đập sợ quá, bởi vì mình nghĩ rằng mình không làm được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau hơn 10 phút thì tôi đã có thể làm được. Và tôi đã có thể sử dụng cái xe đó một cách thành thạo. Ở trong ngày hôm đó tôi lái hơn được 200 mấy chục cây, gần 300 cây, và đến nơi an toàn bình an, không có gặp bất cứ một trở ngại nào quý mà. Tôi thấy một điều rằng là trăm hay không bằng tay quen. Nếu mà chúng ta nghe giảng nhiều về quyền năng của Chúa, đuổi quỷ chữa lành mà chúng ta không bao giờ chúng ta bắt tay vào chúng ta làm, quý vị, chúng ta không bao giờ tiến bộ được. Chúng ta không bao giờ chúng ta làm được quý vị. Cho đến khi chúng ta ngồi ngay cái vị trí đó, chúng ta làm cái việc mà chúng ta nghe đó quý vị, chúng ta sẽ làm được. Amen. Khi mà Chúa Giêsu ngày thăng thiên về trời được, các sứ đồ sợ lắm đúng không ạ? Họ ngồi trên phòng cao, họ chờ mà không biết là chờ thật sự là chờ cái gì nữa quý vị. Chỉ biết là lời của Chúa hứa như vậy thôi. Họ chỉ biết quyền năng đó nhưng mà không biết là mình có thể làm được những việc Chúa Giêsu đã từng làm hay không. Nhưng cảm ơn Chúa, khi quyền năng của Chúa giáng xuống thì họ đã làm những việc lớn hơn cả Chúa Giêsu nữa. Bóng của Phi-rơ đi ngang qua đã có thể chữa lành được cho rất là nhiều người quý vị. Cho nên khích lệ quý vị, chúng ta hãy cầu nguyện, không những chỉ là cho mình nhận biết được uy quyền của mình đang có mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa ngài giúp cho con để con có thể làm được những việc mà Chúa Giêsu đã từng làm trước đây. Và khi anh chị em nhân danh Chúa Christ đuổi quỷ thì nó sẽ vâng theo lời của anh chị em. Bởi vì có anh chị em nhân danh Chúa Giêsu Christ và làm theo lời của Chúa. Và Chúa ngài rất đẹp lòng những người nào có tấm lòng vâng lời ngài. Quý vị đuổi quỷ là bởi vì có quý vị vâng lời Chúa, cho nên là quý vị tìm kiếm cái sự vinh hiển cho mình. Amen. Quý vị có đau lòng không khi mà thấy con quỷ nó ngồi lên đầu lên cổ người khác và nó đang hành hạ người thân trong gia đình của mình? Quý vị có xót không? À, nếu quý vị xót và quý vị được thôi thúc bằng tình yêu thương của Chúa, quý vị ơi hãy bước ra và đuổi quỷ. Amen. Đừng bao giờ để quỷ đồng hành trong gia đình của anh chị em. Nếu quỷ đồng hành trong gia đình của anh chị em biết rằng là mình cần phải ăn năn hạ mình xuống, đầu phục uy quyền của Chúa, rồi Chúa sẽ phục hồi uy quyền của ngài trên đời sống anh chị em, và anh chị em sẽ có uy quyền để đuổi ngược lại nó nữa anh chị em. Amen. Để xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực hành những gì mà chúng ta có trong danh của Chúa Jesus Christ. Và hãy nhớ nha quý mà chị em, đừng bao giờ đuổi quỷ dạo. Đừng bao giờ đuổi quỷ dạo, tức là sao thấy quỷ đâu cái mình tới mình đục nhau cho mình đuổi. Không. Những ai ở trong cái mối liên hệ của mình, bạn bè, người thân trong đình của mình, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ trước. Rồi hàng xóm của chúng ta, nếu mà có quỷ á, chúng ta đừng có nhảy vô, chúng ta sấn vô, chúng ta đòi đuổi quỷ. Nếu họ chưa có sẵn sàng để mở lòng mình ra để được chúng ta cầu nguyện thì quý vị ơi đừng ép họ. Amen. Yeah. Đừng có đuổi quỷ dạo, đừng có thầy lay chị người khác. Nhưng mà hãy cầu nguyện xin Chúa ngài cho con có cơ hội để con cầu nguyện cho người đó. Xin Chúa làm phép lạ để cho cái lòng của người đó hướng về Chúa, và con sẽ nói về Chúa Giêsu và con đuổi quỷ ra khỏi người đó khi mà người đó cho phép và để cho con cầu nguyện. Và có những trường hợp quý vị, chúng ta đuổi quỷ nhưng mà quỷ nó không ra khỏi. Tại sao vậy? Thứ nhất là có những tội lỗi nào đó chưa được xưng ra. Thứ hai là có những giao ước nào đó mà người đó chưa có xé bỏ hết. Rồi thứ ba nữa đó là cái người đó không chịu ăn năn và cứng lòng. Chúng ta thấy rằng là khi mà sứ đồ Judas Iscariot có quỷ ở trong ông ấy, đúng không ạ? Trong cái buổi tiệc thánh, trong buổi tiệc cuối cùng với Chúa Giêsu á, quỷ nó bên cạnh Chúa Giêsu luôn, tức là nó ở trong Judas Iscariot á, nhưng mà tại sao Chúa Giêsu không đuổi quỷ ra khỏi Judas? Có phải quỷ nó mạnh không? Không phải. Bởi vì có Judas cứng lòng. Judas đã cố chấp và không chịu để cho Chúa ngài giải cứu mình anh chị. Dạ đúng rồi, Judas đã thỏa hiệp với thế gian tội lỗi, cho nên cái sự thỏa hiệp đó nó đã làm cho lòng ông bị cứng cỏi. Cho nên có nhiều trường hợp chúng ta biết là có quỷ đó nhưng mà chúng ta không thể đuổi được nó, bởi vì có người đó cho phép, người đó đã để cho tấm lòng của mình hướng về ma quỷ. Cho nên cái điều quan trọng nhất để trước khi chúng ta được Chúa dùng để giải thoát người ta thì chúng ta cần phải khiến cho lòng người ta có sự ăn năn hạ mình và nhận biết được cái tình trạng của đó là như thế nào. Và khi người đó nhận biết rằng là mình đang cần được giải cứu thì người đó cần phải ăn năn, thay đổi, từ bỏ hình tượng, từ bỏ sự thờ cúng thờ ma lại quỷ, trở lại thờ phượng Chúa, thì Chúa ngài sẽ giải cứu người đó ra khỏi quyền lực của Satan. Amen. Xin Chúa sức dầu cho anh chị em để anh chị em sẽ trở thành những con người để chúng ta quỷ phá những công việc của ma quỷ. Amen. Quý vị sẽ trở thành những chiến sĩ của Chúa Jesus Christ để chúng ta
cướp phá địa ngục và chúng ta đem nhiều người ở trong sự tối tăm trở lại với Chúa Giêsu. Amen. Chúa ở trong tôi sẽ ở trong anh chị em. Và cùng một Chúa, cùng một Thánh Linh đó đã từng ở trong Chúa Giêsu, ở trong các sứ đồ và trong các hội thánh đầu tiên. Ngài sẽ ở cùng với chúng ta và Ngài sẽ giúp cho anh chị em để đuổi quỷ, để giải cứu người ta ra khỏi những quyền lực của ma quỷ và đứng ở trong anh chị em lớn hơn mọi kẻ trong thế gian này. Amen. Và xin mời chúng ta cùng đứng dậy và chúng ta cùng cầu nguyện. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.